nhà các bạn ơi, mời đó nhà bạn ăn bò cuộn luộc với gừng xả củ hành ha, nước nó rất là thơm và miếng bò nó rất là thơm đó nhà bạn. Thì bây giờ mình ăn tới đâu mình cắt tới đó nha. Đó, lấy con chỉ nó ra để khi cắt ra đây như thế nào nha, và nó có dính không nha cả nhà bạn. Rồi nè, nó ngon nè cả nhà, các bạn thấy ngon ghê không? Này mình chấm với mắm mắm tôm thì nó còn gì phải nói nữa. Mẹ nhà bạn ăn thì miếng nha, ăn cái này trước thì mình hãy gói ra sau nha cả nhà các bạn, để thử coi cái mùi vị nó như thế nào, nó có ngon không ha, thịt nó như thế nào nha. Nó ngon, ngon sao tả nổi nha bạn ơi. Ngon bát cháy luôn, bát cháy còn một chén. Cái thịt cũng ngon ha, vừa mềm vừa ngọt, ngon quá. Không sao cả nổi. Cái cơm mình làm nó cay ha. Ngon cả nhà ơi. Nhà bữa nào thử làm gì ăn thử bữa. Rất là mềm. Bây giờ thì gói nha. Bây giờ thì gói một cuốn nha nhà bạn. Thịt mình để vô, bún mình để vô, dưa leo mình để vô, gói mình để vô. Bây giờ mình gói thử con cuốn là mình ăn như thế nào nha. Da nữa nè, để vô luôn. Là quá xá con cuốn nè, gói gì đó ăn cho phê. Đó, mời cả nhà bạn cùng thi nha. Có gao nè. Ngon. Ngon nhất là mắm tôm này, nó cũng là một cái món ngon để cho mình ngon ngon. Có da, có mỡ, có thịt ha. Có không hết không? Tôi sắp rồi bỏ đây luôn. Mình giờ rác thì ăn nó mới ngon.
Giờ thì uống thêm chút nữa nha. Cái lá cải thì nó bị vàng. Rau nè, rau thì mình ăn bỏ là có cái rau này nó thơm đó nha, bạn rau ôm á. Giờ đây là cái gì? Rau ngò gai, rau cá, rau thơm, húng nhũi, khóm, dưa leo, bún. Bún ít thôi, mình ăn chủ yếu là rau. Đây là bò. Trời ơi, cái gói nè. Cái gói này là gói siêu to luôn. Siêu to không lộ luôn. Rồi. Mở cái nhạc bản nha. Không quá. Không quá đây nè. Đủ ăn cả bao không ạ? Ăn được ngon buồn. Ớt cuốn cà bá luôn. Cà bá tầm già luôn. Ăn cái gì nè? Không có rau á, ăn không ngon. Cắm cho sao được. Nước chấm này mình làm lạc á nha, bạn không có làm mặn nha. Ngon cực kỳ, mà quá sáng ngon á nhà bạn. Ngon quá. Ngon quá nha bạn. Bây giờ cái video thì cũng đã dài rồi nha. Thì kết thúc cái video lại đây nha cả nhà bạn. Kết thúc một ăn hương miếng khóm. Thì bye bye cả nhà các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Nếu nhà các bạn có xem cái video nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem Mậu Thi nha, và đừng quên bấm cái chuông mỗi khi Thi ra video mới nha các nhà.